Chào các bác nha. Vừa mới lúc trưa ra bến xe lấy cái cây xanh Nam Điền cốt trực này gửi từ Nam Định lên, tung bắt tối hôm qua. Nói chung là nhiều tiền của em Trung ở Nam Định, và em Trung thì cũng có theo dõi kênh và anh em cũng tình cờ biết nhau trên Facebook ấy. Thì thấy ông em đang cây cũng thích, thực tế giá cũng rất là căng, nhưng mà thôi vì đam mê các bác ạ, thì tôi cũng muốn làm cái video này để anh em chiêm ngưỡng cái cây này, và cảm ơn em Trung đã nhượng lại nhá. Giá cả thì tao không bàn, cây đẹp thì giá nó phải cao rồi đấy. Thế còn là bây giờ thì vừa mới cơm xong và làm mấy lon bia cũng tây tây à, thì hứng quá lên vật luôn. Chứ cây này không để đến tối, với cây này tôi tính sẽ lùa đục vào, mà tối lùa đục ở đây thì nó vang lắm, hàng xóm mất ngủ. Đấy, một cốt rất hay. Tôi nghĩ rằng lúc ảnh em ấy chụp, thậm chí cả quay video nó không thực tế, mà nó thực tế ngoài nó đẹp hơn. Đấy, thì mình bắt thì như thế, vậy là thành công cái độ nhuyễn này. Còn cái xin chỉ này là do nước tưới thôi, đánh thì nó vàng. Đấy, thì là một cái cây hay. Tôi thì tôi sẽ chọn mặt này là mặt chính, nhưng mà nhiều bác thì nghĩ mặt kia là thuận hơn, nhưng mà tôi sẽ chỉnh cái ngọn để sao cho mặt kia là mặt chính, thích cái mặt này hơn, nhưng mặt này thì thuận hơn này, biết đâu đấy sau này đẹp lên thì tính tiếp. Và cái tay này tôi sẽ thu ngắn lại đến đây, tôi sẽ không nuôi cái phần mầm dương này. Mầm dương này nuôi nó sau nó rất là thô, và cái khẩu này nó bị đơ, nó chìa. Tôi sẽ vét cái này để tôi nuôi mầm âm này, và tôi nuôi đấy, nuôi mầm âm và cái một số cái mầm thở này, làm sạch những cái đầu này để cho cây nó sạch sẽ. Nhưng mà sau này có thời gian thì đánh bạt trải sạch cái này, sau nó vàng ra như này này. Đấy, cốt này thì già miễn bàn rồi, già và cũng ở trên cái thùng này chắc một thời gian rồi. Đấy, tôi sẽ hạ cái rễ này, cái này xuống đây, chắc là cái rễ khấu và để tôi bẻ nó xuống đây một tí thôi chứ không đứt cắt lìa. Cái tay bên này cũng thế, ông em đang định làm cái mầm dương này, tôi không, tôi khấu ở dưới để cho nó, thứ nhất là thu cái khẩu độ này lại, nó đơ này. Đấy, cái ngọn này thì tạm thời nuôi tiếp, có thể sau sẽ lấy cái này, nhưng mà bây giờ cứ nuôi đã. Tay chi triển khai tiếp, sau nó lớn nó còn biến không bác. Bây giờ tính sơ bộ như vậy. Cái chỗ này thì hơi béo một chút, tôi sẽ bóc xé cái chỗ này ra. Đây, định hình như này, như này, vẽ một đường này, bỏ cái miếng này đi, bỏ cái khẩu này đi. Đấy, tóm lại là làm nó gần giống như chỗ này, cố gắng đục nó đẹp hơn chút. Thì muốn như vậy thì phải nhấc nó ra khỏi cái miệng số thùng này thì mới đục được. Đấy, sơ bộ là như vậy, ý tưởng như vậy đã trình bày sau triển khai cho các bạn. Đấy, cái mặt này nhìn thích không? Thực tế tôi thích những cái chậu đứng thành và vuông thành như này hơn, nhưng mà bây giờ mua chậu đắt lắm các bạn, mà mình lại cứ thích chậu tàu, chậu cũ, mới phương cũng đắt. Thì tôi sẵn cái chậu tàu cũ này, nó cũng kích thước nó vừa bằng cái này, nhưng mà thực tế là nó không hợp đâu, vì là nó hơi điệu một chút, vì nó vát xuống và nó có bo cái góc này nhìn hơi điệu, thì thôi thay luôn, vừa là vội nhấc ra. Đấy các bác, trình bày các bác như vậy, và em Trung cũng theo dõi nhé, có gì anh làm sai thì góp ý nhé. Đấy, bây giờ chuyển thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quyết cái miếng này. À. Kêu gì? Kêu gì? Ngủ chưa sao có tiền trả nợ ở ngân hàng được? Đánh tối làm trưa, trưa vẫn không được. 2-3 giờ đã làm, em không có xuống nó máy từ dưới nhà kìa. Căng nhà. Tạm dừng cái đã.
chi đâu. Cây này làm mất thời gian.
thấy, không nhìn thấy. Đấy, giờ mới xong thì các bác trồng xong rồi. Cây này làm mất nhiều thời gian quá. Làm chọn cái giờ trưa để tối để đỡ đục kêu thì hàng xóm lại ngủ trưa cũng phiền. Đấy thì cơ bản là đến bây giờ là tầm 5 giờ chiều rồi thì cũng hòm hòm và được như mong muốn các bác ạ. Đấy thì chia sẻ lại các bác cái kết quả. Tôi vừa hạ cái cúp này, cái ngọn này tôi nuôi ra đây. Đấy các bác ạ. Và hôm nay thì cây này thành công ở chỗ là làm bay được cái miếng này để cho nó đỡ, cho nó nhẹ bớt cái chỗ này hơi nó béo này, cảm giác nó béo này. Đấy, cây đầm, cây cao đến đây là 35 phân các bác nhé, đúng cái chỗ này 35 phân nhé, hoàn thiện là 35 phân nhé, hoàn thiện 35 phân. Và cái chậu này thì dài khoảng 50. Đấy, mặt này cũng ok. Vừa nãy tôi định lấy mặt này là mặt chính nhưng mà mặt kia xử lý xong nó lại đẹp quá thì mặt này vẫn là mặt chính các bác. Đấy, hai cái chốt đây thì tôi xử lý cho cái này nó nhẹ bớt đi để nuôi cái mầm âm này này, còn sau nó to thì cắt giật sau, bây giờ chỉ vén dây cho nó đỡ la lung lay vì nó non gió lắm. Đấy các bác, phê không? Lành tít, không có sẹo đâu các bác, lành tít. Tôi chỉ xử lý đây, khấu cái miếng này và dí nó xuống một chút cho nó đỡ, cho nó làm cái bệ này nó đỡ cứng. Chỗ này tôi cài cái đá vào đây rồi thì lúc lộ cổ đây các bác sẽ nhìn thấy. Đấy, cái tay bên này cũng đã mềm hơn rồi. Ra đây bác chuyển luôn. Đấy, phần lưng đây. Xử lý những cái điểm này cho nó nhìn cho sạch. Cây con ban đầu phải sạch đã các bác, nhìn mới thích. Đấy. Kể ra mình vẫn trồng được thùng chậu to, thùng xốp thì tốt quá, nhưng mà thôi, cứ đẹp ngày nào hay ngày ấy. Chậu đẹp kìa. Nếu mà chậu đẹp như này thì phải dưỡng phân viết đầy đủ các bạn. Đấy, phân viết, nếu mà phân lợn phải đeo vòng ở trên này, đeo cái tấm vòng để đổ phân lên nó đựng được. Ở dưới thì nó không có diện tích để đựng nữa. Đấy, vậy là cây này đã xong các bác nhá. Cũng khá là ưng, khá là ưng so với cái ý tưởng mình muốn xây dựng. Bây giờ mà ví dụ có một cái cây mà mình về mình ý tưởng mình muốn vật ra nó thất bại thì buồn lắm. Những cây này thành công. Đấy, mặt nào cũng đẹp, rất lành lặn. Thích ở chỗ rất lành lặn, tôi chỉ sửa chỗ này một tí không ảnh hưởng gì. Đấy, rất lành lặn, cỡ sumo, xứng với cái xì kia, đứng cạnh cái xì kia nhé. Rồi, ok, cảm ơn các bác.